Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Tôi thay mặt cho ban giám đốc và cùng toàn thể anh chị em của Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Và như quý vị cũng biết là trong một cái nhà máy sản xuất nội thất chung và sẽ sấy về sấy gỗ từ gỗ tròn ra thành phẩm đó riêng thì chúng ta sẽ rất là cần những cái loại máy giống như là rong nhiều lưỡi. Thì hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái máy đến từ Đài Loan với model là FE320. Chúng ta có thể là sử dụng vừa gỗ tròn, chúng ta cũng có thể là sử dụng gỗ ghép tấm, và chúng ta cũng có thể là chúng ta mua về chúng ta rong hai bên để chúng ta ghép tấm lại. Thì đó là nhiều công năng cho một cái máy mà trước giờ chúng ta cứ nghĩ là máy này chỉ sử dụng được cho gỗ thô. Và sơ khởi về máy, mời quý vị đầu tiên mời quý vị xem đây là màn hình điều khiển của máy. Đây là thiết bị là đưa phôi bằng biến tần. Thì như quý vị biết thì đưa phôi bằng biến tần này maximum tốc độ của chúng ta sẽ lên được là 26 m/s. Hiện nay chúng tôi đang để là 12 m/s. Và nhà máy cũng thể hiện một cái thương hiệu Teco cũng là của Đài Loan. Và cái bảng điều khiển máy thì rất là dễ sử dụng, trục lưỡi cưa và đưa phôi và những cái chiều xoay của lưỡi cưa. Và đây là hai cái đồng hồ ampere, và ngược lại đây là một cái đồng hồ báo nguồn, và đây là nút khẩn. Nhìn cái bảng điện là chúng ta máy được đơn giản và dễ dàng thao tác máy. Và tiếp theo thì mời quý vị xem lưỡi cưa của chúng ta. Hiện nay chúng tôi đang gắn cái lưỡi cưa trong phía trong thì là 455 455 với một cái đường kính, và chúng ta cắt được cái độ dày là maximum tối đa là 140 mm. Như quý vị thấy thì chúng ta sẽ có hai cái họng hút bụi, vận hành thì bụi nó sẽ dễ dàng hút bụi. Và thêm thế nữa thì máy chúng ta sẽ đè phôi bằng rulo đè phôi, mời quý vị xem. Chúng ta sẽ có là 6 cái rulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì như quý vị cũng biết là 6 rulo trên và 2 cái rulo dưới để cho nó cuốn phôi của chúng ta. Mà cái rulo này thì quý vị thấy là 6 cái rulo này nó xoay như vậy thì cái lực đẩy của cái gỗ tròn của chúng ta thì nó rất là chắc chắn. Ngược lại, kết hợp cái bộ đè phôi này, chúng ta có 5 cái ben hơi với đường kính là 50 mm, để mà chúng ta có thể là chúng ta ép cái lực đè phôi xuống để xoay hệ thống đưa phôi để ra phôi cho nó chuẩn và chính xác hơn. Và như quý vị thấy là những cái bộ đè phôi chúng ta được kết nối những cái hộp số giống như là cái bào bốn mặt. Nào quý vị thấy là những cái cật đăng, những cái mối nối, những cái trục, thì quý vị thấy là y như mấy bào bốn mặt, thì cho ra cái sản phẩm cũng giống như là cái sự đè phôi nó rất là ổn định. Và hơn thế nữa thì mời quý vị xem nhà máy của chúng ta có thiết lập những cái bộ phận như thế nào để khi mà chúng ta sử dụng trong quá trình chúng ta sử dụng nó an toàn hơn. Thứ nhất là như quý vị thấy là đây là những tấm thép 5 ly để mà chặn cái phôi để bắn về nếu mà khi mà chúng ta rong những cái sản phẩm nhỏ. Và hơn thế nữa thì nhà máy cũng có một cái miếng một cái miếng che chặn phôi ở khu vị trí này, thì đó là bảo vệ an toàn cho chúng ta. Và đây là hai cái tia hồng ngoại, còn gọi là laser. Như quý vị thấy thì chúng ta có một cái đường laser dài 3 m. Laser này có những cái kích thước, chẳng hạn như quý vị yêu cầu gỗ của chúng ta nếu ví dụ 6 m thì chúng ta sẽ optional cái này có thể đọc được dài 6 m, 3 m thì chúng ta optional 3 m. Đó là một vài thông tin, và bây giờ tôi sẽ mời một anh kỹ thuật của Thượng Nguyên để mà thao tác máy.
Vừa rồi thì chúng ta đã xem thao tác máy, thì như quý vị cũng thấy là chúng ta vừa có thể xẻ gỗ khô và vừa cũng có thể là xẻ gỗ tươi. Một vài thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào video sau.